NATO cảnh báo Trung Quốc sẽ không có mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây nếu tiếp tục chia sẻ công nghệ cao cho Nga, thúc đẩy nền kinh tế thời chiến. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 25 tháng 4 cho biết, Bắc Kinh đang thúc đẩy nền kinh tế thời chiến của Moscow bằng cách chia sẻ công nghệ cao như chất bán dẫn. Năm ngoái, Nga đã nhập khẩu 90% thiết bị vi điện tử từ Trung Quốc, được sử dụng để sản xuất tên lửa, xe tăng và máy bay. Trung Quốc cũng đang nỗ lực cung cấp cho Nga khả năng và hình ảnh vệ tinh với chất lượng được cải thiện, ông chỉ trích. Trung Quốc nói rằng họ muốn mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây, nhưng cùng lúc, Bắc Kinh tiếp tục cung cấp cho cuộc xung đột vũ trang lớn nhất ở châu Âu. Kể từ Thế chiến thứ hai, họ không thể vừa làm thế này vừa làm thế kia được. Ông cũng cảnh báo đồng minh phương Tây không nên phụ thuộc vào Trung Quốc, tương tự như cách các nước đã phụ thuộc vào Nga. Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy thương mại Trung Quốc-Nga đạt kỷ lục 240,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Như vậy, Trung Quốc đã tăng cường quan hệ thương mại và quân sự với Nga trong những năm gần đây khi Mỹ và các đồng minh áp đặt lệnh trừng phạt đối với cả hai nước.